Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 22 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt chúc mừng thành tích đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam thi đấu tại SEA Games 31 có 39 vận động viên tham gia ở nội dung đua xe địa hình và đua xe đường trường, trong đó có 4 vận động viên là con em quê hương Hòa Bình. Kết quả đã giành được 4 huy chương vàng và 2 huy chương bạc. Tỉnh Hòa Bình đăng cai nhiều giải đua xe đạp quốc gia và khu vực và đã đầu tư hệ thống đường đua địa hình được đánh giá là đạt tiêu chuẩn tầm châu lục. Với những kết quả đạt được, vụ thể thao thành tích cao, Tổng cục Thể dục Thể thao mong muốn tỉnh Hòa Bình tiếp tục đầu tư và phát triển bộ môn xe đạp, phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao nâng cấp hệ thống đường đua này thành một trung tâm xe đạp địa hình tại Việt Nam, phục vụ công tác luyện tập thi đấu, qua đó góp phần thu hút quảng bá, giới thiệu hình ảnh, tiềm năng lợi thế của tỉnh Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Chúc mừng những thành tích của các vận động viên, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa và phần quà trị giá 100 triệu đồng cho tập thể đội tuyển xe đạp quốc gia Việt Nam. Trao tặng 7 vận động viên đạt thành tích xuất sắc, mỗi suất quà trị giá 30 triệu đồng. Công ty Phú Minh Khang tặng 50 triệu đồng, công ty cổ phần thương mại Dạ Hợp tặng 50 triệu đồng, công ty IRC tặng 30 triệu đồng cho các vận động viên đạt thành tích cao. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện tốt công tác đặc xá và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 772 về tiếp tục thực hiện các quy định của pháp luật về đặc xá. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ đạo của Trung ương của tỉnh về tăng cường các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tiến hành rà soát đánh giá những vướng mắc, bất cập của luật đặc xá để nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật đặc xá và các văn bản hướng dẫn thi hành cho phù hợp với thực tiễn, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác để thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2022 theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và các bộ ngành trung ương. Các sở ban ngành tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân và quần chúng nhân dân trong việc triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, các cơ quan tổ chức có liên quan tại địa phương thực hiện tốt quy định về tăng cường các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, tích cực chỉ đạo việc quản lý giáo dục giúp đỡ dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong án phạt tù trở về cộng đồng, xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với người có hoàn cảnh khó khăn thì vận động cơ quan đoàn thể và tổ chức chính trị xã hội quan tâm giúp đỡ cho vay vốn làm ăn, tạo việc làm ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Xác định giao thông phải đi trước một bước để thúc đẩy kinh tế phát triển. Trong những năm gần đây, huyện Mai Châu đã tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng giao thông. Năm 2021, toàn huyện đã huy động gần 115 tỷ đồng để phát triển giao thông nông thôn. Trong năm 2022, huyện cũng đã dành gần 100 tỷ đồng để đầu tư các dự án giao thông. Đặc biệt, nhiều tuyến đường trọng điểm đã được đầu tư. Trong đó phải kể đến tuyến đường Hang Kia Bà Cò đã được đầu tư với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng. Đến nay, tuyến đường này đã cơ bản hoàn thành, tạo điều kiện cho người dân hai xã vùng cao này đi lại thuận tiện, giao thương hàng hóa. Đến nay, toàn huyện có 602 km đường giao thông nông thôn được cứng hóa. Các công trình giao thông trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Toàn huyện có 8 trên 15 xã đạt tiêu chí số 2 về giao thông trong xây dựng nông thôn mới. Trên địa bàn huyện Lương Sơn hiện có 7 dự án nhà ở thương mại đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng với tổng diện tích là hơn 234 ha. Số hộ dân bị ảnh hưởng là 537 hộ và 14 tổ chức. Tính đến ngày 15 tháng 5, huyện Lương Sơn đã giải phóng mặt bằng được hơn 130 ha, chi trả số tiền hơn 124 tỷ đồng cho 333 hộ và 9 tổ chức. Diện tích còn lại đang thực hiện giải phóng mặt bằng là hơn 103 ha với 204 hộ và 5 tổ chức. Huyện Lương Sơn đang tập trung chỉ đạo chính quyền địa phương, các phòng ban gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền trong công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai xây dựng, quản lý việc phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất,
công khai minh bạch việc quy hoạch các dự án, tăng cường công tác tuyên truyền đối thoại với nhân dân, chỉ đạo các thành viên ban chỉ đạo tổ công tác các xã có dự án đầu tư thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tháng để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, huyện Đà Bắc phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 13,5%. Trong điều kiện kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, tác động của dịch bệnh những tháng đầu năm, thiên tai bão lũ, song với sự quyết tâm chính trị của Đảng bộ chính quyền, sự cố gắng nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế xã hội trên địa bàn huyện đã và đang có sự khởi sắc những tháng đầu năm 2022. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch trải nghiệm, vui chơi, giải trí, du lịch nghỉ dưỡng. Ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát, các homestay, cơ sở lưu trú ở địa phương đã triển khai các giải pháp khôi phục hoạt động du lịch. Toàn xã có 4 dự án về du lịch đang triển khai đầu tư và 3 hộ dân kinh doanh du lịch homestay. Các mô hình phát triển du lịch cộng đồng ở xã Hiền Lương đã chú trọng vào việc khôi phục, bảo tồn, phát huy các nét đẹp văn hóa thiên nhiên của địa phương để có sự phát triển bền vững. Đồng thời, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Hiện nay chúng tôi cũng đang mở cửa và thu hút các tổ chức cá nhân về tại Hiền Lương để thu hút phát triển đầu tư về du lịch, cụ thể là du lịch sinh thái và du lịch hướng gió Tây trên Hồ Hòa Bình, và cũng tạo những cái điều kiện tốt nhất về hành lang pháp lý để cho các tổ chức cá nhân được thực hiện trên địa bàn. Thì đối với du lịch thì cũng hiện nay các hộ du lịch cộng đồng và hướng gió Tây ở Hiền Lương thì chúng tôi đã cho mở cửa trở lại và đón khách. Song song với cái việc mở cửa đón khách thì chúng tôi vẫn tuân thủ cái vấn đề là phòng chống dịch. Nhờ có cảnh quan thiên nhiên đẹp, lòng hồ Hòa Bình thơ mộng nên nhiều địa phương trên địa bàn huyện đang tập trung khai thác phát triển lĩnh vực du lịch trải nghiệm như xóm Ké xã Hiền Lương, bản Đá Bia xã Tiền Phong, xóm Sưng xã Cao Sơn. Huyện Đà Bắc phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025 thu hút trên 1.500 tỷ đồng đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, phát triển sản phẩm du lịch chất lượng. Cùng với đó, chú trọng phát triển hạ tầng giao thông. Huyện ủy Đà Bắc đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó đang triển khai nâng cấp tuyến đường vành đai kết nối tuyến đường giao thông trọng điểm của tỉnh nhằm đẩy mạnh giao thương. Đến nay, tỷ lệ đường giao thông được cứng hóa trên địa bàn huyện ước đạt khoảng 80%. Ủy ban nhân dân thị trấn Đà Bắc đã phối hợp với hội đồng giải phóng mặt bằng của huyện cũng như là tiểu khu tổ chức là họp dân và tuyên truyền vận động người dân thấy được cái lợi ích của cái việc mở rộng con đường để làm sao là phục vụ tốt nhất cho người dân, thì cơ bản là bà con nhân dân đều đồng thuận cao, nhất trí với cái định hướng của huyện cũng như hội đồng giải phóng mặt bằng cũng như chính quyền địa phương để làm sao đảm bảo thi công các con đường được nhanh nhất để phục vụ chính cho bà con nhân dân. Với việc khai thác các tiềm năng thế mạnh về các giá trị văn hóa, phát triển du lịch, phát triển ngành nông nghiệp, thủy sản, chăn nuôi đại gia súc, huyện Đà Bắc phấn đấu trở thành vùng đất giàu tiềm năng, điểm dừng chân của du khách trong và ngoài nước khi đến với Hòa Bình. Những tháng đầu năm 2022, mặc dù tác động của dịch bệnh, song huyện Đà Bắc vẫn đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương triển khai hiệu quả cơ chế chính sách hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân khởi nghiệp kinh doanh. Lĩnh vực xây dựng cơ bản được quan tâm triển khai, thu ngân sách nhà nước quý 1 năm 2022 đạt hơn 11 tỷ đồng, bằng 20% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện Đà Bắc đang tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Chúng tôi ban hành cái nghị quyết về cái cải cách hành chính. Thì trong đó cái nhiệm vụ chính là cái nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ làm cái công tác này. Và cái hai nữa là giải quyết cái thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư để đến đầu tư, để rút ngắn cái quy trình với tạo những cái thuận lợi nhất để cho các nhà đầu tư đến để thực hiện cái nhiệm vụ này ở huyện. Thì chúng tôi thường xuyên gặp gỡ, trao đổi và lắm bắt tâm tư cái nguyện vọng của các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những cái khó khăn, những cái vướng mắc gửi cho các nhà đầu tư. Huyện Đà Bắc tiếp tục triển khai hiệu quả các dự án phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm, tạo sự đột phá để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững,
phấn đấu giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân 5 năm tăng 15%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân khoảng 4% trở lên, thu nhập bình quân đến năm 2025 ước đạt 50 triệu đồng một người một năm. Thưa quý vị và các bạn, huyện Lạc Thủy hiện có hơn 100 công trình hồ chứa bai dâng, trạm bơm, phục vụ nước tưới chủ động cho trên 5,5 nghìn hectare sản xuất nông nghiệp. Để bảo đảm an toàn cho các công trình đê điều, hồ đập trong mùa mưa bão, huyện Lạc Thủy đã tập trung kiểm tra, đánh giá hiện trạng, phát hiện những điểm xung yếu và triển khai phương án khắc phục, xử lý kịp thời. Huyện Lạc Thủy có 9 trên 10 xã nằm ở vùng ven sông bôi và sông đập, nên nhiều hộ dân nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước mùa mưa bão năm nay, huyện Lạc Thủy đã rà soát xây dựng phương án bố trí dân cư tại chỗ cho 740 hộ nằm trong vùng có nguy cơ thiên tai cao, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi trên địa bàn trước, trong và sau mùa mưa lũ, đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các công trình hư hỏng. Đến thời điểm này, 10 trên 10 xã trên địa bàn huyện đã thành lập tổ xung kích phòng chống thiên tai cấp xã, đảm bảo đủ quân số theo quy định. Trước diễn biến phức tạp thời tiết thì chúng tôi chủ động là xây dựng các phương án. Thứ nhất là rà soát những cái phương tiện mà được trang bị hoặc những phương tiện tại chỗ. Thứ hai nữa là tuyên truyền cho các thôn rồi các cái hợp tác xã là chủ động trong công tác là nắm bắt các cái tình hình liên quan mưa bão, để có chủ động thông tin cho nhân dân. Thứ hai nữa là các tổ đội dưới cơ sở thì sẵn sàng các phương án khi mùa bão tới, đảm bảo thứ nhất là phát quang tầm nhìn chống mối mọt cho các cái hồ đập. Thứ hai là phát dọn kênh mương để đảm bảo thông tháo, thứ nhất là phục vụ việc tưới tiêu sản xuất, đời sống nhân dân. Bên cạnh đó gắn với cái việc là phòng chống thiên tai. Trên địa bàn huyện Lạc Thủy hiện có 73 công trình hồ chứa, 24 bai dâng, 21 công trình trạm bơm phục vụ tưới nước chủ động cho các diện tích cây trồng. Ngay từ đầu năm, huyện Lạc Thủy đã chỉ đạo các xã thị trấn tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ việc vận hành điều tiết nước, tránh tình trạng tháo nước đánh bắt cá, tận dụng tối đa nước đảm bảo nhu cầu sản xuất vụ xuân, tăng cường đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, chỉ đạo các địa phương tổ chức chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng để khắc phục các công trình hư hỏng nhỏ, nạo vét khơi thông dòng chảy, phát quang mái đê, bảo vệ trọng điểm đê, kè cống xung yếu, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích cấp xã. Huyện cũng chủ động trong cái việc chuẩn bị các cái loại vật tư, phương tiện phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai cũng như là tìm kiếm cứu nạn, tuyên truyền đối với các xã mà thường xuyên chịu ảnh hưởng của các cái đợt lũ bão, các cái xã ven sông đập cũng như là ven sông bôi. Thì đối với Lạc Thủy thì cũng rất là may mắn, trong năm 2022 này thì cũng đã được hỗ trợ và đầu tư cái tuyến đê ngăn lũ từ xã Quân Dụ đi xã Xích Thổ của huyện Nho Quan. Thì trong quý 3 của năm 2022 sẽ đưa vào bàn giao và đưa vào sử dụng, thì cũng là một cái rất là thuận lợi cho cái công tác mà phòng chống lũ bão cũng như là tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện. Với 4 lực lượng chính gồm lực lượng tuần tra canh gác, lực lượng tại chỗ, lực lượng ứng cứu toàn dân và lực lượng cơ động, mỗi điểm công trình xung yếu ở các xã thị trấn tổ chức lực lượng nòng cốt từ 20 đến 50 người có đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị phòng chống thiên tai như dao, cuốc, xẻng, bao cát, khi có sự cố kịp thời có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ. Với sự chủ động của các cấp các ngành, huyện Lạc Thủy phấn đấu hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất khi có thiên tai và lũ bão xảy ra. Hòa Bình chung tay chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Chi tiết nội dung sẽ có trong chương trình thời sự 19:45 tối hôm nay. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Tiếp ngay sau đây như thường lệ sẽ là bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Dự báo thời tiết tỉnh Hòa Bình. Khu vực thành phố Hòa Bình nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ 23 đến 28 độ. Khu vực phía Nam tỉnh nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ 23 đến 28 độ.
Khu vực phía Tây tỉnh, nhiều mây, có lúc có mưa rào, nhiệt độ 22 đến 27 độ.